Ngày 23 tháng 10, Công an thành phố Tam Điệp Ninh Bình đã nắm giữ Phạm Khắc Năm 1992, trú ở làng Đông Sơn, và Phạm Văn Phú 1995, trú tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, khi đi ăn đêm tại khu vực tổ 5, phường Nam Sơn, nhóm của Phạm Khắc Năm và Lê Quang Hờ 1983, phường Bắc Sơn, đã xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Năm Bảo Phú trở về nhà bố mẹ năm ở làng Năm làng Đông Sơn, lấy súng lên dàn mặt Huy. Đến 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2019, Năm cùng Phú đi xe máy đến nhà bà Đặng Minh N. 1959 ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, là mẹ của Lê Quang huyện tại đây Năm dùng súng ngắn dạng súng côn bắn 4 phát vào cửa cuốn và bỏ đi.